Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Xem Ngày Tốt. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chọn ra những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch, tức là cái tháng cô hồn ấy, mà cái tháng mà đáng sợ nhất trong năm. Và theo quan niệm của dân gian thì tháng 7 âm lịch là tháng đáng sợ nhất trong năm, bởi trong tháng này sẽ có rất nhiều ma quỷ được ra ngoài. Đấy. Chính vì vậy mà thường gọi là tháng cô hồn, mở cửa mã hay là xá tội vong nhân. Cách gọi này có nguồn gốc từ xưa, đến nay thì mọi người vẫn truyền tai nhau và sử dụng nhưng ít ai hiểu về cái ngày này. Và người ta quan niệm là tháng 7 âm lịch, tức là cái tháng cô hồn ấy, thì là một trong tháng xấu, kỵ không nên làm những việc gì. Nhưng mà theo một số tài liệu khác thì chúng tôi nghiên cứu thì thấy là gì? Trong cái hung thì vẫn có cát, tức là trong những ngày tháng 7 âm lịch thì vẫn có những ngày tốt cho quý vị làm việc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngày tốt trong tháng 7 âm lịch. Thì trong tháng 7 âm lịch năm 2021 Tân Sửu là tháng Bính Thân, thì khởi từ ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021, và ngày mùng 1 là ngày Mậu Tý tức Địa Hỏa. Thì như thường lệ thì để chọn ra những ngày tốt, đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu, những ngày kiêng kỵ đại kỵ trong 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 năm. Thì ở đây tôi đã liệt kê ra những ngày xấu trong tháng 7 âm lịch. Thì ngày xấu đầu tiên ta cần loại bỏ vẫn là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương bao gồm ngày mùng 3 là ngày Canh Dần, thứ hai là ngày mùng 7 là ngày Giáp Ngọ, thứ ba là ngày 13 là ngày Canh Tý, thứ tư là ngày 18 là ngày Ất Tỵ, và thứ năm là ngày 22 là ngày Kỷ Dậu, cuối cùng là ngày 27 là ngày Giáp Dần. Ngày xấu thứ hai ta có loại bỏ là ngày Con Nước. Thì ngày Con Nước trong cái tháng 7 âm lịch sẽ là ngày mùng 5 và ngày 19. Thì ngày mùng 5 là ngày Nhâm Thìn, chúng ta bỏ. Thứ hai là ngày 19 là ngày Bính Ngọ. Vị trí ngày tháng này có ngày Ngọ có 2 ngày thì ta đều loại bỏ hết, xấu không dùng được. Tiếp đến là ngày Dương Công Kỵ. Dương Công Kỵ là ngày mùng 1 Mậu Tý ta bỏ. Thứ hai là ngày 29. 29 thì là ngày Bính Thìn, chúng ta cũng không dùng. Ngày sát chủ trong tháng này là ngày Sửu, cũng là ngày thụ tử luôn. Đây, ngày tức là ngày Sửu trong tháng này xấu, chúng ta bỏ, loại bỏ luôn, không dùng. Ngày Nguyệt Phá thì tháng này là tháng Bính Thân, tháng Thân thì có ngày Dần, Dần thân xung, vị trí là ngày Dần ta bỏ, không dùng vì xung với tháng. Thiên địa chuyển sát là Tân Dậu và Ất Dậu và Quý Dậu, Tân Dậu và Quý Dậu. Thì trong cái tháng này không có hai ngày này. Bây giờ ta sẽ sử dụng đồng công. Công từ tranh chọn ngày. Chúng ta chọn đồng công để chúng ta chọn ra những cái ngày giờ mà tốt nhất. Như quý vị đã biết thì cái việc chọn ngày nó hết sức là quan trọng trong cái công việc để cho nó được hanh thông thuận lợi. Thì trong tháng 7 âm lịch, tức là cái tháng cô hồn này, thì có những ngày nào tốt thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm. Tháng 7 âm lịch là hai tiết là lập xuân và sửu thử. Trước lập xuân một ngày là tứ ly, đúng không ạ? Sau lập thu này là tam sát tại nam, các phương là tị, ngọ, mùi, kỵ, tu, tạo, động, thổ. Xin lỗi quý vị nhé, tháng 7 là tiết lập thu. Trước lập thu một ngày là tứ ly, sau lập thu thì tam sát tại nam, phương tị, ngọ, mùi, không nên động thổ. Thì trong đồng công có nói là gì? Tháng 7 âm lịch thì khởi là gì? Là tháng Thân. Vì chi ngay những ngày Thân là những ngày trực kiến. Thì đồng công nói ngày Mậu Thân thì là có Thiên Xá, Giáp Thân, Nhâm Thân là ngày Tỷ Hòa, chỉ có Mai Táng nhưng lại bị Nguyệt Kiến Thượng Hung, không nên dùng. Ngày Canh Thân thì là sát tập nhiều trung cung, không có này. Ngày Bính Thân thì là ngũ hành vũ khí,
Đây, Bính Thân là ngày mùng 9 ấy, cũng là vũ khí hung hiểm. Tóm lại ngày Thân là ngày xấu, ta loại bỏ không dùng. Tiếp theo là ngày Dậu. Ngày Dậu thì là trực trừ, bị phạm vãng vong. Ất Dậu thì không có hung tinh nên phá núi, phát cỏ. Nhưng mà trong tháng này không ngày Ất Dậu. Ngày Đinh Dậu thì là ngày hung bại. Ngày Quý Dậu thì cũng không dùng được. Đinh Dậu hung bại không dùng được. Hai lại là Kỷ Dậu cũng không dùng được. Là ngày Kỷ Dậu thì là ngày Tam Lương. Vị trí Đinh Dậu là ngày hung bại cũng bỏ không dùng. Vị trí được các ngày Dậu chúng ta cũng không sử dụng ngày nào. Tiếp đến là ngày Tuất. Ngày Tuất thì là trực mãn, có thiên phú nhưng lại có thiên tặc. Ngày Bính Tuất, Nhâm Tuất thì có chiêu tước câu xảo, lại Bạch Hổ nhập trung cung, dùng thì sẽ bị chiêu quan tư. Bính Tuất, Nhâm Tuất, gia môn suy bại, bị bệnh tật mãi, nói chung là bị bệnh liệt giường mãi không khỏi. Nói chung là dính vào ngày Tuất này thì bị bệnh tật, chúng ta không dùng. Tiếp theo là ngày Hợi. Ngày Hợi bị đằng xà triền nhiễu, nó chủ về cái việc tốn nhân khẩu, tổn nhân khẩu và bị quan tư khẩu thiệt thị phi và bị hung họa, đâm ra chúng ta cũng loại bỏ. Xét đến ngày Tý thì cái ngày Mậu Tý mùng 1 và ngày Canh Tý là ngày 13 thì đã bị loại bỏ do là gì, bị phạm Dương Công Kỵ và ngày Tam Lương. Thì còn mỗi ngày Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý theo Đổng Công nói là gì, ngày Mộc đả vào bình, thủy bất trùng thời, chính là loài ngày là loài cây rụng lá, cây khô thì cũng không nên dùng. Vị trí là ngày Tý cũng xấu, ta bỏ. Tiếp với ngày Sửu. Ngày Sửu thì là ngày trực chấp, nếu bị phạm vào sát chủ và tự tử. Và Đổng Công thì cũng có nói là bị phạm châu tước câu giáo đăng xa bạch hổ, không nên dùng làm việc gì. Nếu phạm vào ngày này thì chủ về thối tài. Hơn nữa ngày Đinh Sửu và Quý Sửu là ngày 26 lại bị sát tập nhập trong cung, nhất thiết không nên dùng vì đây là ngày thọ mạng. Đấy, Đổng Công cũng nhất là không dùng ngày những ngày Sửu. Tiếp theo là trực phá là ngày Dần. Ngày Giáp Dần, ngày 27 thì bị đề ngày 27 tránh tứ phế, hơn nữa lại là ngày Tam Lương, ta lại bỏ rồi. Canh Dần, Bính Dần, Mậu Dần đều không tốt, các việc chẳng nên dùng, tại vì nó chủ về gì, chiêu quan tư, thối tài, nhân khẩu thì nhiều chuyện. Duy có ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần là ngày 15, nhưng có Nguyệt Đức chỉ lại về an táng, tức là ngày 15 chỉ lại về an táng, nhưng lại bị gì, bị là ngày Nguyệt phá, đâm ra người ta cũng kiêng không nên dùng. Sau ngày Dần là ngày Mão. Ngày Mão thì là trực nguy, có ngày Ất Mão thì phạm chính tứ phế, tức ngày 28 này phạm chính tứ phế, bỏ không dùng này. Ngày Quý Mão và ngày Đinh Mão thì có cát tinh là Thiên Đức, Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Khố Lâu, Ngọc Đường, Tụ Bảo cùng chiếu, nên là lợi về việc hôn nhân, giá thú, hưng công, động thổ, dựng cột, các đoàn rông, khai trương, xuất hành, nhập trạch, vân vân. Nói chung là ngày Đinh Mão và ngày Quý Mão, tức là ngày 14 này, à 16, ngày 16 là ngày rất là tốt, 16 Quý Mão là ngày đại cát. Các ngày Mão khác thì thứ khác, tức là ngày mùng 4 thì là ngày thứ khác. Đây mùng 4 Tân Mão là thứ khác này. Và ngày gì? 16 Quý Mão là ngày đại cát. Sau ngày Mão là ngày Thìn. Ngày Thìn thì là ngày trực thành, có thiên hỷ. Ngày Nhâm Thìn là ngày mùng 5 bị vào ngày quan nước, ta lại bỏ rồi. Canh Thìn, Bính Thìn thì cũng loại bỏ rồi. Còn ngày Giáp Thìn là ngày 17 thì bị Bạch Hổ nhập trung cung, nếu phạm đến 3 đến 6 năm hoặc 9 năm thì vắng lạnh, gặp hung hiểm. Tóm lại là ngày Thìn bỏ không dùng. Tiếp đến là ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì phạm Tiểu Hồng Sa, thêm châu tước công giảo, đăng xa, các việc không lợi, phạm vào ngày này sẽ chiêu quan tư, tổn nhân khẩu và là ngày đại hung. Ngày Tỵ chúng ta cũng bỏ. Ngày Ngọ thì là phạm ngày con nước và ngày Dương Công Kỵ, ta đã loại bỏ rồi. Và Đổng Công có nói là gì, ngày Ngọ được Huỳnh Sa, Nhâm Ngọ không có, Bính Ngọ ngày 19 và Mậu Ngọ.
thì ba ngày này lợi về hôn nhân giá thú tụ tu tạo nghiệp trạch động thổ trong việc, nhưng mà nó lại phạm vào ngày tam nương và ngày dương công kỵ. Dương công kỵ thì cũng chỉ kỵ một số việc thôi, thật ra là cái ngày 19, ngày 19 là ngày bính ngọ. Bính ngọ quý vị dùng được nhé, nhưng cũng nên lưu ý là xem dùng việc gì, tại vì nó cũng là ngày đại cát. Còn ngày thứ hai là ngày giáp ngọ là ngày tam nương, nhưng mà đổng công thì cũng có nói là dùng được là thứ cát, thì quý vị cũng cân nhắc khi dùng. Cuối cùng là ngày mùi, ngày mùi thì có thiên thành nhé, thiên tặc. Ngày quý mùi thì có hỏa tinh, nhưng quý mùi không có này, kỷ mùi không có này, tân mùi không có, đinh mùi. Đấy, đinh mùi thì là tiểu dụng thì được thứ cát, tức là mình nhỏ thôi. Ất mùi thì sát tập nhập trung cung, tức ngày mùng 8 này, mùng 8 sát tập nhập trung cung bỏ. Đinh mùi thì là được thứ cát. Đấy, vị trí là chúng ta vừa tìm hiểu và vừa tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch, tức tháng cô hồn này. Cái tháng cô hồn người ta kỵ rất nhiều thứ, đặc biệt là việc mua nhà, mua xe hoặc mua sắm đồ đạc. Vậy nên là trong tháng này thì cũng có rất ít ngày tốt cho quý vị lựa chọn làm việc. Vị trí là quý vị cũng nên cân nhắc và lựa cho mình những cái ngày nào để mình làm việc được tốt đẹp, hanh thông nhất. Trên đây tôi vừa chia sẻ cho quý vị về ngày tốt tháng 7 âm lịch, thì quý vị hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất về cái việc là xem ngày tốt xấu trong cái series tiếp theo của chúng tôi về ngày tốt động thổ khai trương, nhập trạch, bốc bát hương, dựng cột gác đoàn dâm, và nhiều rất nhiều việc cần phải dùng đến ngày tốt. Và quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo. Nếu mà cần thiết quý vị có thể liên hệ với đội ngũ trợ lý thì chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị về cái phần ngày tốt trong để quý vị có thể dụng việc được yên tâm hơn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết, thì hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.